Anh em xin kính chào, xin mến chào và xin thân thương chào tất cả các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của Đạt các bạn. Và trước mặt các bạn đây là một chiếc xe nó quá là phổ biến luôn các bạn, Mitsubishi Xpander ha. Đây là bản Eco nha các bạn, tức là bản số tự động mà bản tiết kiệm. Cho nên anh em thấy phần đèn ở đây nó chỉ là phần đèn halogen thôi, nguyên một cái chó đèn bự bằng kỳ. Nhưng cái mặt lưới tản nhiệt thiết kế mới ha, mặt la găng được sơn màu đen giúp cho cái xe nó bề vệ hơn, nhìn cái bề ngang nó có vẻ rộng hơn đúng các bạn. Và trước mặt anh em đây là một chiếc xe lướt nha các bạn, đời 2023 và chỉ mới lăn bánh chuẩn chỉ là 12.000 cây thôi các bạn, số tự động nha. Đó, và hiện tại bên mình đang chào bán với một mức giá là 569 triệu nha các bạn. 569 triệu cho một em Mitsubishi Xpander xài lướt 12.000 cây, đời 2023. Xe thì sơn zin 100%, gần như là mới luôn nha các bạn. Đấy. Và thực sự là cái mẫu này thì hiện tại hãng họ không còn bán được các bạn. Bây giờ chỉ còn là một là mẫu Xpander Cross là cao, lăn bánh cũng 700 mấy, hoặc là mẫu Premium, nếu anh em mua mới thì cũng 700 hơn. Thì hiện tại thì cái phân khúc này thì hãng đã bỏ mẫu. Và ở cái tầm giá mà một cái xe lướt đời cao mà chất lượng nó còn like new 99% này, thì bên mình xin phép định giá với mức giá là 569 triệu. Thì một số anh em sẽ ngay lập tức vào bảo là với cái mức giá 569 triệu thời điểm đó, khi mà Trường Hải, khi mà Mitsubishi họ xả hàng thì xe này lăn bánh cũng tầm có 601, 602 gì đó. Thì mình cũng thừa nhận với anh em là thời điểm đó thì nó là 601, 602 các bạn. Nó khi mà nó hết thì xúm nhau lại đi tìm và thị trường nó cũng lại đẩy cái giá xe lên. Đó. Tại vì anh em biết tại sao không? Có những chiếc xe lướt và có những người ta mua kinh doanh á, thì cái tầm tiền của người ta tới đó là hết rồi các bạn, người ta không cố được nữa ha. Còn nếu như anh em bảo mà để bể bỏ ra mà 569 triệu cho năm 507 đi để mua một con xe dù mới đi chăng nữa cũng là xe lướt sao, không cố thêm 100 mấy nữa thì đi mua xe Premium đời 2024 mẫu mới đúng không các bạn. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình nói ra thì mình phải đặt cái vị trí của cái người đi mua xe và cái người mà người ta không đủ điều kiện tài chính, người ta tới đó thôi là hết rồi. Thì cái việc mình nói ra thì nó rất là dễ dàng, nhưng mà để mà 100 mấy triệu đó thì mình hỏi các bạn thì các bạn kiếm bao lâu thì có 100 mấy đó. Và thực sự nếu như mình là người đi mua xe thì các bạn có sẵn lòng cho mình vay 100 mấy triệu đó rồi không trả lãi không các bạn? Đó, cho nên là nó khó lắm các bạn ơi. Đó, nó khó lắm nha. Và bản thân mình đi mua xe cũng khó lắm các bạn. Thị trường nó chấp nhận mức giá nào thì mình bắt buộc mình phải mua giá đó thôi. Chứ còn mình mà nói với chủ xe thế này thế kia thì họ bảo mình ép giá, trả giá là ngay lập tức là người ta sẽ gọi lái khác tới người ta bán ngay. Còn xe này thì anh em thấy trước màn hình rồi đó. Thì mọi chi tiết thì nó mới tinh. Anh em nhìn tất cả những cái vị trí này thì nó còn long lanh bảy màu. Mình đã nói với anh em là xe like new 99,99% rồi thì cũng chả có gì để bàn cả. Và anh em nhìn nè, thậm chí như cái những cái thanh đây nó còn bảy màu hết luôn nè. Đó, anh em nhìn coi, những con ốc, những cái vị trí này thì mọi thứ là nó còn mới tinh hết. Và sơn zin là 100% nha các bạn. Sơn zin 100%, xe thì như mới ha. Không có gì để bàn cả ha. Tất cả những cái chi tiết là nó đều như mới, thì mình chỉ nói với anh em là xe như mới thôi. Đó, và vấn đề ở đây thì về giá thôi các bạn. Các bạn chấp nhận được mức giá này thì các bạn mua. Còn không thì mình hẹn dịp khác, chứ còn mà thực sự là bên mình lấy vào giá cũng khá là cao rồi. Đó, kinh doanh mà ai chẳng mong muốn có đồng lời và ai chẳng muốn là thanh khoản nó cao. Đó, tức là lướt sóng nó nhanh. Đó. Cái tỷ lệ quay đồng vốn lá mới là cái yếu tố quan trọng trong vấn đề kinh doanh xe cũ như xe lướt nha các bạn. Chứ còn mà nó mà nằm là chết nha. Đây. Xe thì mới lắm các bạn ha. Bên mình đi thì nó hơi dơ tí xíu thôi. Đó. Đó, dàn vỏ thì tất nhiên rồi, zin theo xe, đát 23 luôn nè. Đó, anh em nhìn bọng về là biết cái chất xe nó mới cỡ nào rồi. Đúng mà, có thể là nó dơ do để lâu thì nó bụi thôi các bạn ha. Đây. Để nói với anh em là xe sơn zin 100% nha các bạn. Đó, tất cả những cái chi tiết ốc tán anh em nhìn này, nó là như mới hết nha. Như mới hết nha các bạn. Các bạn nhìn trên màn hình thì các bạn hiểu rồi. Đó, xe này thì chỉ có vào việc thôi, chứ còn về chất lượng xe thì không có gì để bàn cả nha. Cũng chả cần phải cam kết hay là bao chét bao tét gì. Đó, anh em nhìn cái chất nó mới dày thì anh em biết rồi. Để nói cái từ là sơn zin 100%. Đó, anh em nhìn không, mới lắm, rất là mới luôn các bạn. Xe thì cũng được trang bị những cái option gọi là cơ bản so với một chiếc xe tiêu chuẩn. Đó chính là ảnh bọc sẵn cho mình bộ ghế da. Và mình thấy cái chất liệu da cũng khá là đẹp ha. Mặc dù là da công nghiệp nhưng cũng khá là xịn đó các bạn nha. Khá là xịn nha. Mitsubishi Xpander thì nó quá phổ biến rồi, thì chắc mình cũng không cần phải giới thiệu với anh em là nó có tính năng A, tính năng B, tính năng C, hoặc là nó khác biệt như thế nào nha các bạn. Đó, anh em nhìn nè ha, rất là đẹp nha.
đời 2023 nha các bạn. Sản xuất 2023 và xe này thì nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đó, và xe đứng tên cá nhân nha các bạn. Đây để mình mở cái cốp lên. Đấy, các bạn nhìn này. Nó mới lắm ha. Không có gì để bàn. Đấy, nói chung là nó như một chiếc xe mới vậy đó. Đấy, vấn đề là mình bàn với nhau ở đây là nó có hợp lý hay không. Giá thì nó không lệch với xe mới, hoặc là chủ chức mua thì không lỗ bao nhiêu. Hoặc là với cái tầm giá này thì mình thêm 100 mấy triệu nữa thì để mình mua xe mới. Nhưng mà không thấy anh em nào bàn là 100 mấy triệu đó thì kiếm từ đâu ra. Thì tụi mình thấy ai comment là ở đâu ra 100 mấy chục triệu đó nha. Đi mượn thì cũng phải trả thôi các bạn, đi vay góp thì cũng phải trả mà, đúng không? Đấy, thì thôi, liệu cơm gắp mắm, người đời thì họ chỉ nói chuyện lý thuyết hoặc là nói cho vui thôi, người ta đâu có ở cái vị trí của mình đâu các bạn ha. Đấy, cho nên là có nhiều cái sai lầm khi mà chọn mua một cái xe đó. Nhưng mà quan trọng là tiền của mình làm ra, mình là người hiểu giá trị của nó nhất các bạn. Mình hiểu được cái đồng tiền mình kiếm nó khó khăn như thế nào, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Còn thiên hạ kiếm tiền dễ, thiên hạ nói chuyện dễ thì cái đó mình không biết các bạn. Và chưa chắc những cái lời comment đó, hoặc là những cái bình luận đó, hoặc là những cái lời mà tư vấn đó là có thật lòng hay không, và họ là những người đã có xe hay chưa, hoặc là những cái chuyên gia tư vấn trên mạng thì bản chất là đã có bằng lái xe chưa rồi các bạn. Có nhiều ông chưa có bằng lái luôn các bạn, còn thậm chí cũng chưa cầm vô lăng bao giờ. Thôi, mình có một câu rất là hay, cuộc đời nói chuyện bằng kết quả các bạn ha. Đó, cho nên là các bạn nghe những lời tư vấn, những lời bình luận là từ ai, từ những người như thế nào, họ ra làm sao, kết quả của họ trong cuộc đời như thế nào các bạn. Rồi, Mitsubishi Xpander đời 2023, đi chuẩn 12.000 cây. Thì hiện tại bên mình đang chào bán với mức giá là 569 triệu các bạn. Ngay lập tức là có một em Xpander đi ngang qua nữa rồi các bạn. Đó, 569 triệu đời 2023 thì rất là phù hợp cho anh em nào thực dụng ha. Cần một chiếc xe lướt như mới nè, một chiếc xe số tự động đời cao này. Yên tâm nhé. Thì bảo là xe này là như mới rồi các bạn nhé. Rồi, thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0931226669 nha. Xe thì đang đậu ở cửa hàng của mình, 09 Lê Hiến Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.